rho, thì đây là beta này, y bằng rho của im này nhân với cả sigma y chia đem theo sigma m thì bằng 0,8 này, nhân 0,3 chia 0,2 bằng 1,2. 1,2 là lớn hơn 1 rồi đúng không? Cho nên tài sản này là tài sản rủi ro hơn so với thị trường. Và vì cái này nó là 30%, nó cao hơn cái 20% này thì mình thấy nó cũng hợp lý. Tiếp theo là if the covariance of asset A is returned with the returns on the market index is 0.048, what is the beta of asset A? Như vậy trong trường hợp này người ta lại cho covariance trong công thức cơ, thì lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng cái công thức là beta y bằng cos của im chia cho sigma bình phương m, thì nó sẽ bằng là 0,048 chia cho 0,2 bình phương bằng 1,2. Đó thì tính thế nào cũng được, cái số liệu nó cũng sẽ không thay đổi. Bây giờ các bạn nhìn một số các assumption của cái capital market theory, cái lý thuyết thị trường vốn. Lý thuyết thị trường vốn nó có một số các cái chính là mô hình kép em nhé các bạn nhé. Nó có một số các cái giả định như sau. Thứ nhất là investor use mean variance framework, có nghĩa là người ta hay sử dụng, người ta sử dụng cái mô hình mà mình đã xem xét đấy. Tức là cứ expected return là tính bằng mean, và cái rủi ro ấy thì tính bằng variance. Cái thứ hai là unlimited lending and borrowing RF, tức là mình có thể đi vay, và mình có thể cho vay hoặc là mình có thể đi vay một cách thoải mái, và cái tỷ lệ mà lãi mà liên quan ấy thì nó chính bằng cái RF luôn. Tức là mình tính là khi mà mình cho vay nó là cái loại phi rủi ro. Tiếp theo là homogeneous expectation, tức là tất cả các cái thằng mà đầu tư trên thị trường ấy là nó giống hệt nhau, không có thằng là kháng rủi ro, không có thằng rích khích rủi ro nhiều hơn, vân vân. Tiếp theo là one period time horizon, tức là người ta chỉ xét cho một thời kỳ thôi. Tiếp nữa là divisible assets, tức là các cái tài sản là mình có thể chia ra được. Frictionless market, tức là thị trường không có ma sát, hay tóm lại là thị trường hiệu quả, có nghĩa là thị trường không có tính ì ấy. Khi mà một cái sự kiện xảy ra là gọi là tất tần tật các cái người đầu tư trên thị trường, các những cái người liên quan trên thị trường là phản ứng ngay lập tức. Đó thì người ta gọi là frictionless market, no inflation and unchanging interest rate, tức là không có lãi, à quên, không có lạm phát và cái lãi thì không thay đổi. Nữa là capital market are in equilibrium, investor are price taker, tức là các cái thị trường vốn á, thì là ở trạng thái cân bằng, và các nhà đầu tư thì price taker tức là hoạt động theo giá, tức là vì dựa trên yếu tố giá chứ không phải là dựa trên các yếu tố khác. Thế thì cái mô hình được thể hiện bằng cái đường này. Đây là cái mô hình kép em mà chúng ta đã học. Đấy, Capital Asset Pricing Model nhá. Thì cái mô hình mà chúng ta mô hình này thì có hai đường, nhưng mà cái đường chính ở đây chính là cái đường SML. SML chính là Security Market Line, tức là đường đường thị trường chứng khoán. Thế thì cái đường này nó thể hiện là một cái tài sản nhất định thì cái mức sinh lời của nó là ROI, nó sẽ bằng là RFR này cộng với lại beta của R market và trừ đi RFR. Trong đó RFR nó chính là cái risk free rate nhỉ. Đó, thế thôi. Thế thì beta thì được đo bằng, được là đo lường của cái systematic risk đấy. Và beta thì có thể được đo lường bằng công thức ở phía dưới này. Okay. Mô hình kép em ấy thì người ta sẽ chỉ xử lý các cái vấn đề của cái rủi ro hệ thống của tài sản thôi. Ok, đây là một số lưu ý. Mô hình kép em thì cũng được sử dụng để xác định
cái require return on an asset based on the asset systematic risk, tức là beta. Tức là người ta sử dụng mô hình này để xác định cái thu lời, sinh lời yêu cầu của một cái tài sản dựa trên vào cái hệ số beta. Và cái mô hình FM thì trong cái mô hình FM thì require return and expected return are the same in equilibrium. Tức là cái thu nhập yêu cầu ấy thì nó cũng sẽ được hiểu là cái expected return, tức là thu nhập dự kiến trong cái mô hình. Ok. Cho đến đây có câu hỏi gì không các bạn ơi? Alo. Không ạ. Cho đến phần này có câu hỏi gì không các bạn? Không ạ. Ok. Đây là cái đường thị trường chứng khoán mà biểu diễn trên cái đồ thị thôi. Thì mối quan hệ đường thị trường chứng khoán nó thể hiện mối quan hệ giữa beta là systematic risk và cái ROE, tức là cái mức sinh lời. Nó khác với đường đặc trưng nhé các bạn nhé. Đường đặc trưng là một bên là RM trừ RF, hay mình có thể họ hiểu nó là cái mức sinh lời của danh mục thị trường. Còn cái trục nằm dọc này nó là mức sinh lời của một cái tài sản nhất định. Còn đối với lại cái đường thị trường chứng khoán thì bao giờ nó cũng cho mình biết cái beta. Nếu mình biết được cái beta là bao nhiêu ấy, thì mình sẽ biết được cái ROE là bao nhiêu. Như vậy nếu beta bằng 0 ấy, thì chúng ta sẽ có ROE bằng RF, đúng không? Nếu beta bằng 1, tức là cái mức sinh lời của gọi là rủi ro hệ thống bằng cái rủi ro hệ thống của thị trường, thì cái mức sinh lời của mình cũng sẽ bằng là cái RM, tức là mức sinh lời trung bình của thị trường. Đó, thế thì tiếp theo là chúng ta có cái gì đây? Đường Capital Market Line. Cái này nó vẽ lại cái lúc trước nha các bạn. Cái lúc trước cái hình này là nó mình đang xem ở trong cái mối quan hệ giữa cái việc là borrowing và lending. Đó, các bạn nhớ không ạ? Đó thì đây chính là cái đường Capital Market Line, có nghĩa là ok, một cái mức sinh lời nhất định thì chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ, à quên, một cái rủi ro ở mức rủi ro thị trường nhất định thì chúng ta sẽ có một cái mức sinh lời nhất định, và cái đường thị trường nó nằm ở đây, đường thị trường chứng khoán nó nằm ở đây. Và cái đường coefficient frontier nó nằm ở đây, thì giao tuyến giữa hai cái đường này là nó sẽ thể hiện ở cái điểm là 100% market portfolio. Ok. Còn nếu như bạn mà muốn lên cái đường borrowing, tức là bạn muốn là làm tốt hơn cái efficient frontier này, tức là tốt hơn cái thị trường cho phép, thì bạn đi vay thôi, thì bạn làm cái việc đó, đúng không? Khi mà người ta đi vay như thế này là người ta đang muốn làm, muốn hoạt động ở phía trên cái efficient frontier. Đấy. Ok các bạn, đợi có một chút nhé. Các bạn ngắm cái này đi, ngắm cái này và nghĩ đi. Cái này phần này nó cũng
Ok, các bạn vẫn nhìn thấy cái slide cô đúng không? Vâng ạ. Ok, thế thì bây giờ chúng ta quay lại cái đường lúc nãy thôi. Thì cái điểm M này chính là cái điểm mà đáng ra là mình sẽ đầu tư. Ok, một cái danh mục chứng khoán. Và cái điểm M đấy nằm trên cái đường hiệu quả. Ok, tức là nó khả thi. Thế thì tuy nhiên ấy, thì nếu như mà tôi muốn hoạt động tốt hơn thì ở phía trên này tôi sẽ đi vay để tôi làm cái việc đấy. Và chỗ này người ta ghi là PM with margin này, các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, tức là cái portfolio của mình, portfolio với danh mục thị trường của mình ấy, với cái việc là chúng ta đi vay, đi đầu tư theo dạng margin. Thế còn cái trường hợp dưới này ấy, người ta ghi là PM cộng T-bill. T-bill là treasury bills, tức là tín phiếu kho bạc ấy. Bạn nhớ không, tín phiếu kho bạc thì người ta hay nói nó là một cái loại chứng khoán phi rủi ro, đúng không? Hôm trước chúng ta vẫn cứ nói, thông thường thì chúng ta hay xét là gửi ngân hàng, nhưng mà cái chính xác ra ấy mà người ta xét là cái loại chứng khoán phi rủi ro thì đấy là T-bills. Thì ở phía dưới này người ta ghi là P là portfolio của market cộng với T-bill, có nghĩa là bạn sẽ đầu tư một chút vào cái danh mục thị trường và một chút vào cái gì nhỉ, cái T-bills. Cái này bạn lưu ý là chúng ta chỉ có cái hình như thế này nếu như chúng ta đang giả định rằng là tất tần tật các ông đầu tư trên thị trường là có là giống hệt nhau, nó gọi là homogeneous, là giống hệt nhau, thì các gọi là riêng lẻ, các cái đường đầu tư riêng lẻ nó chập vào và nó chỉ có một cái đường gọi là capital market line duy nhất này thôi. Đó, thì chúng ta mới có hình này, còn nếu không ý, thì nó sẽ khác đi. Tiếp nữa là đây là security market line, người ta vẽ lại thôi. Ok, thì đây là điểm A, điểm E là cái điểm mà đầu tư theo kiểu là đi vay đấy. Thế còn ở phía dưới là CD thì chúng ta là cho vay. Hình này thì là đường CML với lại đường SML. Đường SML là Security Market Line. Còn đường CML, CML là Capital Market Line. Ok, Capital Market Line là đường CML đúng không? À sorry, đây là đường CML chứ. Đây là đường SML nè. Ok nè, Capital Market Line là đường này này. Ok, là cái đường lúc nãy chúng ta xem này. Đây đường SML, đường SML và đường CML về căn bản thì nó cũng bằng nhau thôi, nó cũng giống nhau thôi. Để cô xem nào. CML has only efficient portfolio, only efficient portfolio. Ok. CML is based on total risk. Ok. Any assets or portfolio plot on the SML is in equilibrium. Ok. Và SML, ok, sorry các bạn một chút là lúc nãy cô nói hơi nhầm một chút. Tức là cái đường này lúc nãy mình xét cái borrowing và lending ở đây là mình vẫn hoàn toàn xét là cái rủi ro tổng nhá. Tại vì cái trục nằm ngang của mình là sigma này, các bạn để ý không ạ? Sigma, đấy, tại vì cái hình nó giống nhau quá, cô quên mất. Cái này là cái sigma này, đường này là đường thị trường vốn này. Thế còn cái đường thị trường chứng khoán ấy nó lại khác, cái hình nó giống thế. Đây vẫn là đường thị trường vốn này, thì cái trục nằm ngang của chúng ta là sigma này. Nhưng mà cái đường market security market line, đường SML ấy, thì cái trục nằm ngang của chúng ta là beta. Có nghĩa là một thằng ấy thì xem xét là trên tổng cái rủi ro, còn một thằng là chỉ xem xét là cái beta thôi. Cái này là do cái lý thuyết thôi. Tức là có lý thuyết kia thì ông ta, cái ông mà đặt ra lý thuyết là ông xem xét cả cái sigma. Thế còn cái lý thuyết này người ta cho rằng là cái trong cái sigma thì cái phần mà đối với cả rủi ro phi hệ thống ấy là hoàn toàn không được award. Cho nên là cái mà được award là chỉ là cái beta, cho nên cái trục nằm ngang ấy là chỉ có beta ấy thôi. Đấy, thế thì đây là cái sự khác nhau giữa đường CML và đường SML đấy thôi. Tức là CML là trên đường CML thì ta chỉ có một cái gọi là efficient portfolio thôi, tức là cái điểm M này này, điểm giao tuyến này. Thứ hai là đường CML thì nó dựa trên total risk, đấy là điểm khác nhau. Tiếp nữa là any assets, tức là tất cả các cái tài hoặc là các cái điểm portfolio trên đường market, đường security, đường SML ấy, security market line là
là cái điểm mà in equilibrium, tức là cái điểm cân bằng, và cái SML, tất cả các điểm ở trên đường này đều là cân bằng rồi. Còn cái điểm cân bằng ở trên cái đường CML nó chỉ có một điểm duy nhất là cái điểm M này thôi, còn cái điểm phía trên phía dưới người ta đều không gọi là điểm cân bằng, tức là bạn phải đi làm gì đó để có được nó. Thế còn cái tất cả những cái điểm ở trên SML này lại đều là điểm cân bằng, điểm cân bằng của thị trường, tức là bền vững ấy. Và tiếp nữa là đường SML thì chỉ dựa trên cái rủi ro hệ thống thôi, chứ không phải là rủi ro toàn bộ, tức là total risk. Đó, thì đấy là CML và SML. Cái mô hình CAM này ứng dụng thôi thì nếu như mà chúng ta có một cái tài sản mà có beta bằng 1,2, rồi chúng ta có cái mức sinh lời thị trường là 8% và mức sinh lời phi rủi ro là 2%, thì cái expected return của chúng ta sẽ là 9,2% theo công thức. Người ta nói là in equilibrium, tức là ở cái trạng thái cân bằng ấy, thì cái mức sinh lời mức sinh lời dự kiến và cái mức sinh lời yêu cầu ở của thị trường là bằng nhau. Ok. Rồi, thế thì đây là forecast returns and CAM example. Ok. Cái này là chúng ta sẽ dựa vào các thông số như vừa rồi để chúng ta tính thôi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem này, an analyst, một cái nhà phân tích thì sẽ dự báo ba cái chứng khoán ở phía dưới với cái RF bằng 7% và cái R market thì bằng 15%. Thế thì ngày hôm nay giá chứng khoán là từng này đúng không? Cái giá chứng khoán trong vòng 1 năm, price trong vòng 1 năm là 27, 45 và 17. Và dividend trong vòng 1 năm là từng này, beta là từng này. Thì câu hỏi là những cái chứng khoán này thì overpriced or underpriced, tức là những chứng khoán này được đánh được bán trên giá hay là được bán dưới giá, hay là at their equilibrium price hay là bán đúng giá, và hãy chỉ ra cái đường show where they plot on the SML graph. Thế thì mình làm luôn nhé. Bây giờ muốn biết là bán trên giá hay bán dưới giá thì bạn cần phải xác định đúng giá trị của nó. Và muốn xác định đúng giá trị thì chúng ta áp dụng công thức của mô hình các em. Đối với các tài sản A thì chúng ta sẽ tính ra nó bằng 15% là R. Đối với tài sản B thì chúng ta sẽ tính nó bằng là đây là 13,1. Tức là mình tính theo mô hình các em ở phía bên tay, cột phía bên tay phải này các bạn. Ok. Đây, cô nốt vào các bạn. Đây, mình đang xét cái cột phía này. Đây là cái mức hợp lý nhá, đây, mức cân bằng ấy. 15%, 13,4% và 16%, 16,6%. Xong ở phía bên tay trái này thì mình sẽ tính cái mức sinh lời thực tế hay là mức sinh lời dự kiến, tại vì là cái giá này là cái giá dự kiến này. Nếu cái giá này xảy ra và cái dividend này xảy ra ấy, thì cái thu lời của mình ở bên này. Ví dụ tài sản A nó sẽ là cái giá năm đầu năm, cuối năm trừ đầu năm này. Và là 257 trừ 25 cộng với 1 dividend và chia cho 25 nó bằng 12%. Như vậy là cái mức sinh lời dự kiến của cái thằng này là, của cái tài sản A này là 12%. Trong khi đáng ra nó phải đạt đến mức là 15%. Như vậy cái tài sản này được gọi là underpriced. Đúng không nhỉ? Từ từ để cô xem nào. Under hay over nhỉ? P thì nghịch đảo với cả R, mà R thì bị đánh sụt, cho nên là cái P nó, cái này là overpriced. Overpriced tức là bán giá hơi cao so với giá thực. Ok. Cái tài sản B này thì ngược lại là cái return này của nó ấy, cái rate of return nó cao hơn cái mức mà đáng ra nó đạt được, hay nó sẽ bị là underpriced. Underpriced tức là giá của nó thấp hơn so với giá trị thực của nó, tức là nên mua, mình nên mua. Và cái trường hợp số 3 ấy, thì giá trị giá trên thị trường ấy, nó đánh giá bằng đúng cái giá trị thực của nó. Và cái này được gọi là in equilibrium. Thì khi mà mình đầu tư, bao giờ mình cũng đầu tư các cái tài sản mà bị underpriced hoặc là in equilibrium. Tức là chúng ta sẽ đầu tư tài sản B và C.
Còn nếu mà chúng ta đầu tư tài sản A thì chúng ta sẽ bị thiệt bởi vì cái này là overprice. Bạn nhớ nhé là price nó nghịch đảo với lại cái price nó bị nghịch đảo với lại cái error. Cho nên là nếu cái error mà bị giảm ấy thì cái price là bị tăng hay là overprice, còn nếu error mà bị tăng ấy thì cái price nó bị giảm, có nghĩa là underprice. Đấy. Đây thì người ta ghi ở đây là A is overpriced, tức là sell it or sell it short. Tức là nếu mà trong trường hợp này thì bạn overpriced là bạn đừng có mua, nhưng mà bạn nếu có thì bạn bán. Ok. Trường hợp số 2 là underpriced, undervalued thì bạn mua nó nếu mà bạn có tiền. Còn nếu mà bạn đang có nó rồi thì đừng có bán. Tiếp nữa là stock C thì properly valued, tức là indifference, bạn mua cũng được bán được, nó tóm lại là nó cũng giống nhau. Bởi vì là nó bằng mức của tài sản, bạn không thiệt cũng không có lợi hơn. Thì để biểu diễn ở trên cái đường SML ấy thì cái chứng khoán A sẽ là cái ở phía dưới này. Đấy, tức là cùng với mức rủi ro như thế này thì đáng ra là bạn bạn cùng với cái beta như thế này, đáng ra cái RM của RA của mình ấy nó phải nằm ở trên cái đường này. Tức là 15% thì đáng thì nó lại chỉ được có 12% ở phía dưới thôi. Cái C thì nằm trên đúng cái đường SML này và cái B thì nằm tốt hơn. Và chúng ta sẽ đầu tư tất cả những cái chứng khoán mà nằm ở phía trên đường SML và chúng ta sẽ bán đi các chứng khoán mà nằm ở phía dưới đường SML. Bây giờ các bạn sẽ nhìn cho cô cái đường, cái application của mô hình các em. Ok. Calculate risk adjusted return measure. Còn 3 slide nữa là hết rồi. Tính toán cái thước đo gì đây? Của cái return mà risk adjusted, tức là chúng ta sẽ tính toán cái mức sinh lời mà có điều chỉnh cái rủi ro của chứng khoán. Bây giờ chúng ta có cái đường CAN này, chúng ta có đường CML này, chúng ta có đường Frontier, Efficient Frontier này. Đó, thế thì cái đường CAN của chúng ta là một tài sản. Rủi ro và một cái tài sản phi rủi ro đúng không? Một cái portfolio rủi ro và một cái portfolio phi rủi ro. Compare to the slope of CML. Slope của CML là bằng RM chia RF chia cho sigma M. M2 thì M bình phương measure the 4P2. Extra. Cái phần này cũng tương đối khó giải thích đây. Portfolio. Ok, tạm thời còn 2 slide nữa cô, 3 slide này cô sẽ để lại nha. Thế còn bây giờ các bạn sẽ làm cho cô một số bài tập trước. Các bạn có cái phần practice questions của lecture 5. Các bạn có nhìn thấy cái bài
tập ở trên slide không? Rồi ạ. Các bạn làm cho cô hai cái bài ở trên đấy đã. Cô để 5 phút nhé. Chắc cũng không cần 5 phút đâu, 3 phút rồi.
Nhưng cô để em làm câu 1 cho. Ok, có bạn nào muốn Là trả em lời câu làm câu hỏi? 1 cho cô ạ. Tên gì em? Lệ Phương cô ạ. Phương à? Dạ. Lệ Phương à? Dạ Phương vâng. nói đi. Em nói cô thì đầu tiên là cái độ lệch chuẩn như sẽ tính là bằng 60% nhân với 8% thì bằng 4,8% nên em chọn B. Tức là em tính như nào? Công thức đầy đủ. 60% đấy ạ. 60% nhân với cái gì? 8% cô ạ. Nhân với 8%. Còn Đây người ta hỏi là cái gì nữa là bằng là cái lợi nhuận 4,8 đúng và thì em chọn không? B luôn. Còn kế còn lại Ok. tính là 40% nhân với 5% cộng với 60% nhân 10% thì bằng 8% thôi. Ok. Cộng với 60% nhân với 8% đúng không? À đâu. 60% nhân 8% là cái độ lệch chuẩn của cái trên là 40% nhân 5% cộng với 60% nhân 10%. Ok. Ok, bạn làm thế đúng chưa các bạn? Ok, đúng rồi nhá. Đối với cả cái câu số 2, bạn nào xung Em phong à, không? em xung Em phong làm ạ.
Theo cô là câu thứ hai là phát biểu là sau đây về SML và CML là kém chính xác nhất. Ý A là các chứng khoán nằm trên SML được định giá thấp hơn. B là nhà đầu tư mong đợi được bù đắp rủi ro hệ thống. C là các chứng khoán nằm trên SML không có giá trị đối với nhà đầu tư. Em chọn ý C ạ. Không có giá trị đối với nhà đầu tư. Have no value to investor. Ok, ý C là đúng rồi. Security above. Ok, đúng rồi. Tên là gì em nhỉ? Bùi Thị Thu Thảo ạ. Bùi Thảo. Câu này của bạn đúng rồi nha các bạn nhé. Thì đương nhiên là nó phải có giá trị đối với nhà đầu tư chứ, bởi vì đều là những cái danh tức là cái vị trí mà mình có thể đầu tư được ấy và khả thi ấy. Bây giờ bạn sang hai câu tiếp theo này. Bạn nào giơ tay câu số 1. Thôi cô, câu đầu tiên là C đúng không ạ? Tên gì em? Em là Lý ạ. Lý dịch đi và giải thích nhé. Dạ vâng ạ. Cái thước đo ăn đến đường thị trường vốn ạ. Thứ nhất đáp án A là rủi ro của beta. Đáp án B là rủi ro phi hệ thống ạ. Đáp án C là tổng rủi ro. Thì trong cái slide của cô có nói thì cái capital manager life thì sẽ dựa vào cái tổng rủi ro là độ lịch tổng rủi ro ấy, thì em nghĩ đáp án C. Nhưng mà đúng rồi đấy, nhưng mà cái CML là capital market nhá. Dạ vâng. Market life, ok. Rồi đúng rồi. Mình nói đúng rồi nhá. Thì lúc nãy mình có phân biệt ý, là cái đường SML là dựa trên cái trục nằm ngang là beta đúng không? Hay là rủi ro hệ thống. Thì còn đối với trục nằm ngang mà mình xét ở trên cái đường CML ấy thì nó là toàn độ rủi ro đúng không? Ok, bây giờ bạn chuyển sang cái câu tiếp theo. Câu tiếp theo là B ạ cô. Tên là gì em? Khánh Bạn Huyền gì? ạ. Khánh Huyền dịch đi. Kính thưa cô là một danh mục đầu tư ngang bằng đầu tư ở bên phải của cái đầu tư thì của cái danh mục thị trường thì theo cái sơ đồ đấy ạ cô, thì cái khi mà nó nằm ở phía bên phải thì nó sẽ từ trước đoạn landing thì sẽ là bên trái, còn bắt đầu từ ở trên thì sẽ là boring. Ok, đúng rồi. Như vậy cái này các bạn nhớ lại cái hình lúc nãy chúng ta xem đúng không? Là điểm giao tuyến giữa cái đường efficient frontier và đường CML. Thì nếu như nó ở phía bên tay trái thì nó sẽ là nếu nó đúng ở điểm giao tiếp thì nó chính là market portfolio đúng không? Còn nếu mà ở phía bên tay trái thì là dạng lending. Còn ở phía bên tay phải thì nó là borrowing. Ok. Các bạn xem tiếp hai cái này. Ôi, hai câu này làm gì? Đúng rồi. Chuyển sang câu này.
Câu này lại siêu dễ này các bạn, nhanh tay thì giơ tay luôn. Cô đáp án C đúng không ạ? Đáp án C à, câu đầu đúng không? Tên là gì em? Em là Lý ạ. À, ok, Lý nói công thức đi. Dạ, ta có beta sẽ bằng coverage cái hiệp phương sai ạ trên À. cái chuẩn bình phương của thị trường ạ, thì sẽ bằng 0,005 trên 0,05 bình phương ạ và bằng 2 ạ. À, ok. Dạ Như vậy vâng. bạn ấy tính là beta y này thì bằng là cos im đúng không? Chia cho Dạ. sigma m bình phương. Thì ở đây người ta cho là cái cos im thì nó bằng là 0,005. Và cái sigma thì nó bằng là 0,05, cho nên là mình lấy 0,05 bình phương đúng không? Thì Vâng. kết quả là ra gì? A đúng không? Ra hai ạ. À ra, ở sơ ra Thực hai là câu C chứ đúng không? Ờ Dạ. ok. Rồi, thank you em. Câu đấy bạn làm đúng rồi nhá. Câu tiếp theo. Câu tiếp theo là A ạ cô. Bạn nào đấy? Tên gì em? À, em là Quyên ạ. Quyên, Quyên đọc và giải thích đi. Em thưa cô là để nó cho là hiệp phương sai là không phải hiệp phương sai là 0,08 và độ lệch chuẩn của A là 0,08 và độ lệch chuẩn của B là 0,11 thì em sẽ tính được hệ số tương quan là bằng hiệp phương sai chia cho độ lệch chuẩn của hai cái ạ, thì bằng 0,008 chia cho 0,08 nhân với 0,11 và bằng 0,91 Ok. Câu hỏi này là câu hỏi về công thức của co correlation coefficient, tức là cái hệ số rho đúng không? Rho thì bằng cos chia cho sigma 1 sigma 2 đúng không? dạ Như vâng. vậy bạn ấy làm đúng rồi. Thì chúng ta chuyển sang câu tiếp theo nhé. Câu này cũng dễ này. Ra bán xe ạ. Cô đầu ra xe Bạn nào nhỉ? cô ạ. Nói Hàng tên. ạ. Bùi Thị Hàng ạ. Ok, Bùi Thị Hằng, em giải thích đi. Em thưa cô em dùng công thức của FM để tính RI thì sẽ bằng RIT là 6% cộng với lại beta là 1,2 nhân với lại R của market là 12% trừ đi 6% sẽ ra là 13,2%. Ok. Rồi câu tiếp theo. À, đó là Bạn nói tên đi. Đỗ Thị Thu Hòa. Ừ. Em với cô là áp dụng công thức thì ta sẽ có là áp dụng công thức của các em tức là bằng 7% cộng với 0,7 nhân với 14% trừ 7% ạ sẽ bằng 11,9% ạ. Ok. Bài này cũng không vấn đề gì đúng không? Đây câu này. Câu này thì có thể rắc rối hơn một tí.
Cô câu 1 là B đúng không ạ? Để cô một chút. Em tên gì nhỉ? Dạ em tên là Lý ạ. Ok, Lý nói đi. Dạ đầu tiên em sẽ tính cái kiến ấy, thì sẽ là cái giá bán cái giá là 30 trừ đi 25 cộng với cổ tức là 1 ạ. Xong rồi chia cho 25 ạ. Thì sẽ ra là 24% ạ. Xong rồi em sử dụng mô hình kép em để tính cái lợi nhuận yêu cầu ấy sẽ là 6% cộng với 1,2% nhân 15% trừ 6% ra 16,8%. Vì cái lợi nhuận dự kiến lớn hơn cái lợi nhuận yêu cầu nghĩa là nó đang bị under value ấy. Nghĩa là với cả cái giá thì cái R đấy nên là mình sẽ mua nó và đáp án sẽ là B. Ok. Bài này các bạn đồng ý chưa? Bạn ấy làm cũng đúng rồi đấy. Đây cô sẽ làm cái bài này ra để các bạn nhìn nhé. Thứ nhất là mình sẽ tính cái expected return đúng không? Đấy thì nó sẽ bằng là bao nhiêu ạ? Nó sẽ bằng là giá lúc mua là 30. Là 30, là lúc bán là 30 này. 10 trừ đi giá lúc mua này là 25 này cộng với cả 1,2 là cái một dividend này. Cô cái dividend là 1 ạ. À, dividend là 1, 1,0 và cái này là chia cho 25 đúng 5. Không? Dạ vâng. Thì ạ. Bạn ấy tính ra bằng 24%. Sau đó thì bạn ấy tính cái error theo công thức kép em này thì nó sẽ bằng là 6% này cộng với cả 1,2 này nhân với 15% này trừ đi 6% này thì và bạn ấy tính ra là bằng 16,8 đúng không? Dạ vâng thì ạ. Trường hợp này là cái expected return nó lớn hơn cái intrinsic return này cho nên là chúng ta sẽ có là underprice đúng không? Và underprice thì nên mua nó. Ok, như vậy là câu B. Đúng rồi. Bây giờ đến câu tương tự là câu tiếp theo. Bạn nào làm giúp cô nào? À cô. Em tên gì? Đỗ Thị Thu Hòa. Em cô là nói đi, em nói đi. Tính R sẽ bằng 55 trừ đi 50 cộng với lại 1 ạ. Chia cho 50 ạ. Sẽ bằng 12% ạ. Của R tính theo mô hình các em sẽ bằng 8 cộng với lại 0,7 nhân với 15 trừ đi 8% ạ thì sẽ bằng 12,9% ạ. Ok. Bằng 12,9% đúng không? Dạ vâng. Ok. Như vậy đây là trường hợp gì ạ? Là over price đúng không? Vâng. Ok. Đối với bài này có bạn nào thắc mắc không ạ? Không đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ mà bài tiếp theo. Bài này nó sẽ dài hơi hơn tí nhỉ?
Có bạn nào xung phong không? Bài này không bạn nào giơ tay đúng không? Thì cô chữa nhé, bài này thực ra nó cũng lắt léo tí thôi nhưng mà nó cũng không khó. Tức là ở đây người ta cho cái return ở trong các trường hợp khác nhau thì chúng ta phải tính cái return trung bình thôi. Thì đối với cả cái tài sản Y này đúng không? Thì nó sẽ bằng là 5% này nhân với cả 20% cộng với lại 10% nhân với 40%. Và cộng với lại 14% nhân với cả 40% là xong. Đấy thì chỗ này tính ra nó bay bằng là bao nhiêu nhỉ? 24 tính ra bằng bao nhiêu em? Mấy mấy? Này to lắm. 10 á. 10,6 ạ. À 10,6%. Ok. Sau đó bạn tính cái RM ngang thôi. Thì tương tự như vậy nó sẽ bằng là 2% này nhân với cả 20% này cộng với 10% nhân với 40% và cộng với cả 15% nhân với 40%. Các bạn tính ra cho cô bằng bao nhiêu? 10,4. Ok, 10,4%. Ok. Đó thì đấy là cái expected return của cái thằng error của cái tài sản Y ấy, nó bằng 10,6%. Thế sau đấy thì mình sẽ tính giúp cô cái RI mà theo công thức kép em ấy. Kép em. Đấy thì mình làm bình thường nó sẽ bằng là 5% này cộng với lại 1,1 này nhân với lại 10,4. Và trừ đi mấy phần trăm nhỉ? Trừ đi 5%. Cái này tính ra bằng bao nhiêu các bạn? 10,94 10,94 ok. Như vậy trong trường hợp này mình sẽ so sánh cái con số 10,94 với cả 10,6 này. Thì cái này là nó thấp hơn có nghĩa là overpriced đúng không? Thì nó sẽ nằm ở câu A và câu C đúng không? Sell short. Mình sẽ xem này. Câu A là bán cái tài sản này bởi vì là cái expected return của nó ấy, thì nhỏ hơn cái equilibrium expected return on the market portfolio. Câu này đúng rồi nhá. Tức là cái này chính là expected return này và cái này chính là equilibrium expected return đúng không? Đấy, on the market portfolio. Thế còn cái câu C này là sell short the risky assets because its expected return is not sufficient to compensate for its systematic risk. À, sorry các bạn, từ từ nhá. Câu C này cũng đúng này. Tức là cái expected return này nó không đủ để bù đắp cái systematic risk của nó. Đúng rồi nhá. Thế còn cái câu A chúng ta đọc lại này. Is less than equilibrium expected return on the market portfolio. Nó nhỏ hơn cái mức sinh lời trung bình trong cái danh mục. Ok, cái này nó sai ở cái chỗ on the market portfolio này. Nếu mà nó để là on the market security market line thì ok nhá. Còn nếu mà nó để là on the market portfolio thì là sai. Như vậy cái câu C này sẽ là câu đúng này. Câu này không sai. Thế còn câu B chúng ta đọc nốt này. Sẽ mua cái tài sản này bởi vì là nhà phân tích dự kiến là sinh lời của nó thì cao hơn cái mức sinh lời
nhu cầu trên ở cái mức cân bằng. Ok, câu này hiển nhiên sai. Vậy câu này thì ngay cả khi chọn các bạn cũng cần phải cân nhắc giữa câu A và câu C nhé. Và câu C mới là câu đúng này. Đó, thì bạn thấy là bài này thực ra cũng không khó, nhưng mà trông cái đề nó hơi lạ lạ thế thôi đúng không? Ok, như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần này ở đây. Và hôm sau thì chúng ta sẽ còn hai cái slide, còn ba cái slide cô sẽ làm nốt, và cuối cùng thì các bạn sẽ kiểm tra thôi, kiểm tra cái đoạn sau nhé. Đối với phần này có bạn nào có câu hỏi không? Không ạ. Không có câu hỏi đúng không? Đây là ngày 18.